này nè, đi phòng này nè. Ông không chịu vô đó đâu. Con vô phòng nào? Vô phòng bên kia. Đâu con đi phòng nào con đi đi. Đi lại đằng này đi. Rồi con đi đường nào con đi cho chú Chiến coi coi. Thưa chị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến đến nhà của chị Năm. Mà rút máu còn trợ lắm nha. Vụ máu quá. Để đi chích ngừa. Có gì hết trơn hả con? Chị Năm. Hồi sáng là cả gia đình mình chích hết rồi phải không? Cả gia đình chích hết trơn rồi. Bây giờ còn bé Thanh. Còn có mình Thanh nè. Đây nè, bây giờ con lấy giấy rồi đây nè. Dạ. Dạ. Rồi gì tôi nhờ chú Chiến ơi. Lon hả dạ. Thảo? Dạ lon. Đây nè, của bé Thanh nè. Anh lấy rồi hết trơn nè, giờ chạy qua bển chích liền. Dạ, em chạy đi bên bển chích liền luôn, chứ đưa đi vô chích ha. Giờ anh chở đi luôn nè. Dạ. Em mới chở đi. Đi không? Đi với anh đừng có gì ôm nó chứ để nó sợ thì sao. Thôi đi. Chị ba. Ba ơi. Đi có con Thảo rồi con. Chích rồi luôn nè. Đi chích ngừa mặt đồ đẹp dữ trời. Qua bển đừng sợ nha không con. Có chú Chiến nha, không có sợ nha không? Có gì ôm vô cái đùi chú Chiến nè. Cắn chú Chiến, có gì con đau con cắn lại chú Chiến nha. Rồi lên đường chú Chiến chở nè. Đi. Thưa chị các bạn, thì hồi nãy Vũ Chiến qua chở Thanh đi qua chích ngừa thì gặp cô chú Năm bán số đi, hai cha con ngồi tâm sự. Sợ quá bà, con sợ chim quá. Cái gì con? Không có đau con. Nãy nói con vậy nè, nói con chắc con ôm chú Chiến quá. Ôm chú Chiến luôn á. Chích chưa bác Nam, chích ngừa chú Nam. Rồi đăng ký rồi ha. Chú Năm chích rồi em, chú Năm chích rồi. Chú Năm chích rồi. Chú Năm chích rồi hổm rồi. Chích mũi nữa đi. Chưa tới lịch. Chạy dọc đường á nói chắc hồi con vô có ôm chú Chiến quá. Chích mũi nữa đi. Chích mũi đi. Học. Dạ. Ra sẽ chích ngừa đi ba. Sợ không? Chích chết đâu. Nghe bài á. Đây nè. Chích đâu? Không có đau không? Nghe đây nè. Không có đau. Ngay chỗ này nè. Rồi chưa? Vẽ chưa? Đi vô nè, chú Chiến dẫn vô nè. Vô chưa? Đi mua cho chiến sợ đi phải đi mua. Đúng rồi. Đi. Đi vô chú Chiến dẫn cho. Chú Chiến dẫn vô. Con vô đường này nè. Đây nè, Thanh. Thanh, cái phòng đó không có được, phòng này nè. Đi, phòng này nè. Ông không chịu vô đó đâu. Con vô phòng nào? Vô phòng bên kia. Đâu con đi phòng nào con đi đi. Đi lại đằng này đi. Rồi, con đi đường nào con đi cho chú Chiến coi coi. Bây giờ đòi lại phòng này rồi. Phòng nào? Phòng đây. Thì con vô đi. Phòng đây. Chứ đi chơi bên đó đồng con sợ đó. Sợ đó. Mà hồi con đừng ôm cắn chú Chiến là được hả nha. Con tính qua bên đây cho chắc ăn. Cái đồng đó nhiều quá sợ. Ủa nè, cái ghét hả? Sợ đông người quá. Đằng đây không có chip đằng kia kìa. Con sợ. Để đắng làm giấy. Đi con. Mình lại đây mình chích cho nó. Mình đưa giấy cho cái bà kia. Cái bà nó bệnh cái bà nó chích kêu. Biết rồi. Bán thuốc đây, bán thuốc. Bán thuốc đây mới chích nè. Đây sợ. Đây nè, không ngồi nè. Mà đây ngồi đi bệnh. Không, con không chích vô đó. Vô đông người quá. Đông đâu có ai đâu. Còn mình nè. Mấy người bác sĩ không à. Giỡn vậy? Không chứ mày ngồi cho nó đừng không á. Xưa gì Hồng mới qua rồi nữa. Đúng rồi. Ngồi, con ngồi xuống đây con. Trời ơi trời. Đo thử. Bít con mũi lại. Con đeo cái chéo bên kia hoài đó. Trời ơi. Chích tặng con đi làm thôi. Chích đi làm. Chích tặng con mua chai. Ở nhà chết.
chích đặng đi mua về chai chứ để ở nhà chết à. Cái gì cho chú cầm hả? Trời ơi, cái gì giữ đây hả? Ờ, để chú giữ cho. Hả? Ừ. Cái gì để đây con, để đây kìa, nhìn kìa, đừng nhìn, đừng nhìn kìa, kim kim biết rồi. Ngồi xuống con, ngồi xuống đi ngoan, dì Hồng chích cho. Quay nè, nhìn nhìn chú Chiến nè, nhìn chú, nhìn chú Chiến nè, nhìn chú Chiến vô nè, nhìn chú Chiến vô, quay mặt qua chú Chiến nè, quay mặt qua chú nè con. Thanh quay mặt qua đây, đừng nhìn bên mặt qua nhà, quay ngoài quay ơi. Rồi Thanh ngoan quá trời ơi, Thanh giỏi quá. Rồi xong, xong rồi đó, ồ rồi Thanh giỏi quá trời. Rồi xong rồi, cảm ơn mấy chị nghe rồi nữa trời. Trời ơi đau không, đau không con, đau không, đau. Mình ra ngoài luôn đi, ra ngoài luôn cho khỏe, ra ngoài luôn đi. Rồi rồi ngồi đây lấy thuốc. Người thai ông, người thai ông già. Đi chích ngừa con gút. Đi ra ngoài. Đi chích ngừa con gút. Chị, giờ lấy thuốc luôn hay là hồi đợi sổ mới lấy? Chích rồi đằng kia rồi. Dạ dạ. Rồi. Trời ơi. Cô không lấy tiền luôn đấy chưa? Thôi cô ra trước luôn đi. Bữa nay con đi gặp khán giả quá trời luôn rồi. Ngồi đây luôn đi. Ừ. Quá trời, bữa nay đi gặp khán giả luôn rồi, người hâm mộ con á. Trời, ngay cả nước ngoài á, nước ngoài giờ người ta đòi, bắt về Mỹ bên á. Bây giờ bỏ Dũng không được, bỏ chồng không được, chứ không là ta bắt về bên được gã. Cái áo này của chị Lan với anh Dũng bên Canada gửi về. Dạ. Có chú Chiến là ngồi, tôi thấy nè. Nước ngoài gửi về luôn á. Đồ nước ngoài không đó, giờ chơi đồ nước ngoài mà. Cái áo này là cái áo của chị Lan anh Dũng ở Canada gửi. Nó xài vô đồ Mỹ, Canada rồi không? Ủa bữa nay cái đôi dép mà bữa cô Lan với chú Dũng gửi con cho con mang. Hồi nãy thấy mang rồi mà. Nãy con nó lấy vô nhà. Bỏ quên rồi chứ ơi. Trời ơi. Đi vô trong nhà, bỏ quên vẫn rồi. Trời ơi, đôi dép của nước ngoài đó có chừng mất đó. Dép hồi nãy đang nói nãy nó đi dép bài chơi cho bật. Cô ở đâu? Ở gần bà không? Gần đằng căn vô quốc nè. Dạ. Chị ba thương Thanh lắm á. Nhà đang đâu ba? Hai. Bé này hả chú? Bên số 4 á. Chỗ nào đó? Ở từ trên từ đường số 2 á, đường Cao Văn Đạt chạy xuống từ trên này chạy xuống 4-5 cái ngã tư vậy á. Ngay trụ sở á. Ngay trụ sở. Còn lúc trước thì ở dưới gầm cầu á. Ở cái cầu này nè. Thì trắng. Cái này là trước là có đi mua chai rồi đi không được. Đó. Không có quýt chồng không có được nha. Nghe cô dạy kìa. Lên mình lẫn nhóc luôn á. Quýt chồng tôi là không có được đó. Đúng rồi. Ôi ừ. Ôi ai con kiểu con nó cừ quá, trời nó cừ luôn, Thanh khôn quá. Dạ đúng rồi. Dép, lại có nước uống không? Có nước uống không con hả? Lon chạy mua cho nước Lon ơi. Lúc gậy nó là sao đó. Lúc gậy là nó là sao đó, nó sai, nó sai mình như nó sao nó sai hả? Ừ, nó sai mình như con ở nó vậy đó. Không có không? Không. Không có đâu con. Đi mua. Đi chắc ra mua mới được. Ra ăn trước đi Lon ơi. Cho anh trước ngồi cho mát đi, nội này đẹp nóng quá. Đẹp một bộ lần nữa lắm. Hồi đó cô biết sao mà không có ai quan tâm rồi đó. Rồi tối nay chùa nó cũng mua chơi luôn. Chùa ha. Cái tóc này hớt là qua bên cái tiệm Pháp Rồ bên hớt đàng hoàng, đâu phải chuyện chơi đâu. Đi mua nè. Đi chai đó, bệnh phẩm chất mình đâu bệnh đâu. Đúng rồi. Đem đồ qua chùa Kinh Tư là nó dành nó cũng hết trơn à. Tại con con đâu bệnh, con xích chắc với người ta mới bệnh. Không chích lây đó. Chưa, con nghe không? Không chích là lây đó. Không chích là lây bệnh luôn á. Không chích lây bệnh đó. Đi cách ly luôn. Thương chồng thấy ghê quá, thương chồng thấy sợ quá. Bệnh mà họ không chích là đi cách ly luôn á.
bữa nay qua đây rồi đẹp nhất đây chúng tôi chích rồi chích rồi bữa nay đi câu nhiều cơ hai ta đen rồi đúng rồi vậy là cô coi suốt quá coi suốt ngoài đêm ra ngoài á à, nó đi câu biết hơn không mặc áo dài tay có đen như miên vậy coi suốt ngày suốt đêm không ngưng ngày nào cô hả ngày nào coi đó suốt ngày suốt đêm quanh năm tôi không mỏi cổng tôi nói chị ba cây xanh nay nó quá trời đẹp rồi không thấy gì không ngồi cổng ngoan lắm cô nãy vô gặp cái bác sĩ Hồng đó là thưa đàng hoàng nó khoanh tay thưa rồi dạ 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 bác sĩ Hồng á trong những cái nhà mặt nó đẹp ghê đi nắng không nám không đen đẹp ghê da tự nhiên mà đây nè đây nè không phấn son hết mà tôi thương thương cái nước nó thương chồng dạ dạ đi để tôi tiêu lên lấy giấy trời ơi giờ đẹp nha nó đâu có bị nắng tươi à đi đâu nữa rồi giờ đi đâu rồi con ngồi đó đi con ngồi đó đi con đi lại đây con lấy ghế trời ơi ghế ê con ngồi bên kia đừng đừng đi đi hồi lên đây đau quá trời ơi tôi coi có nhà chú Chiến chú Kha chú Chiến Kha chú Kha cái này chú Kha mới đưa cho Kha chú Kha là người đúng rồi giận đó con sợ đúng rồi dạ à, chú Chiến mua bánh xèo chú Chiến đem cá giò với con giúp mẹ cho mẹ tôi nói bà ơi mấy ông này mắc nợ nên ăn cho cá giò bánh xèo đủ chứ mùa dịch bệnh nó đâu có đi đâu được đâu mà mình đi tới lui được mua đồ cho ăn chứ đây nằm ở trong đó đói luôn à cô Hồng nó đi ăn lẩu ăn no thôi ạ à. Nó dịch bệnh ăn no luôn à. Rồi rồi anh có lấy rồi em cô Hồng đó cô Hồng dạ nha con nói chuyện dạ thương Hoàng cô chân mấy chị em cưng ghê không ganh là hồi nãy nói hồi nãy lên xe nói câu thương ghê chú Chiến ơi chắc qua bển hồi còn ôm chú Chiến quá ôm chú Chiến rồi máy sáng chứ mua thuốc máu mà chạy từ đây về tới đây luôn rồi em Chiến ngộ hả em không biết nữa hồi nãy kìa hồi nãy nó mới nói anh vậy đó nói anh là má mẹ con sáng chích mẹ con sáng chích máu chảy ra con khóc luôn á em tới đây luôn rồi ngộ trời không biết nữa chạy với trời chạy em tới đây mà chạy nó cứ lên vậy là hồi lúc coi chừng lúc cái cục bông gòn á mình không đè vô có đau không không đau gì chứ không đâu vậy đâu có sợ gì đâu đúng không lần sau đi chích mũi hai nữa nha chích mũi hai mới rút máu mới chờ đâu có chích mũi hai như vậy nữa đó ghim vô cái như kiến cắn à nãy bà chích mà quá về trời ơi ông nội ơi nãy giờ quay náo nè giờ máu chích mũi đó chích đây rồi gì nữa chích mũi hai chích tới đâu đây luôn chích đít đi chích vô đít rồi chích không đít không à. Ông nội đúng rồi chảy máu á chảy máu hả trời nãy giờ quay qua đây náo loạn bên đây nội ai không biết chứ nội ơi nổi tiếng quá trời luôn rồi mà trời chích mũi hai mình để vui chơi tự do mình đâu có sợ đâu nên là công an mất đâu em nói anh mấy lúc mà công an mà người ta phong tỏ đó anh Chiến sợ công an sợ công an em anh đi lên bờ chạy không luôn con cá chạy không thì đó bữa anh qua đó chạy không đó sợ công an lắm công an bắt lắm chú đó bỏ đi luôn tại tại nó không có kìa cô đó quen con không cô đó quen không cô này nè giống giống nhà chị cổ nè hả giống nhà cổ phải không giống nhà con bữa nay Thanh đi qua đây quá trời nổi tiếng luôn rồi Thanh bữa nay qua đây con nổi tiếng quá Thanh ơi gặp người hâm mộ gặp fan hâm mộ còn người ta nhìn người ta la mấy đứa này không biết làm gì nó quay hình nhỏ nó dữ người ta cũng nói mấy người này khùng đưa chị hai mà bắt đầu sao ba gác gì em ta gần quá trời luôn chứ luôn đó là gì kèo cái gì bà dỗ cái kèo gì bà dỗ không nhìn giống gì kiều tướng bự bự á mày mốt kiếm mắt kiến đeo ra mắt kiến đồ đeo vô giờ thì anh thấy hả con sao không có con chưa tới
Ờ, không có bắt kiến đèn rồi chị Huy mới cho bắt kiến đèn. Ờ, mai mốt là con đi ra vậy nè, cái con kiếm đôi giày nữa, mang đôi giày vô. Mang đôi giày mặc đầm vô đeo kiến đèn. Mình làm Việt Kiều Campuchia. Quốc đây nè. Phải. Của Anh. Sợ không ta? Không sợ không? Nãy sợ không? Con không dám dòm luôn á. Ôm chú Chiến liền hả? Không dám nhìn luôn á. Ôm chú Chiến liền. Ôm chết mà không dám dòm luôn á. Con nhìn kem là con trạo. Ừ. Hôm qua chị thấy là nghiệp của anh Chiến. Nãy con thấy kem con không dám dòm luôn á. Sợ mà. Sợ ly lên đây sợ quýu chứ. Sợ quýu. Mà mình phải ấy mới được. Mình phải tâm lý mà phải nói nhỏ nhẹ nghe mới được chứ. Có gì phải ôm chú Chiến liền. Ừ. Cái mới chính là này là một lần rồi đó. Thưa quý vị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến trả Bá Thanh đi chích được một mũi vaccine rồi. Thì mình đang đợi lấy cái giấy chứng nhận xong nữa về. Quý vị các bạn, thì video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.